Chào các bạn nhé. Hôm nay mình lại hướng dẫn các bạn chế cây của máy vi tính siêu nhỏ. Đây là cây máy tính mini cực kỳ gọn nhé. Đây các bạn là bạn cắt các hình như mình cắt đây, cắt hình như này, sau đấy đây mình chỉ ghép một thanh nhôm ở đây, một thanh nhôm ở đây vào đấy là các bạn có được một cái hình như thế này. Đấy thì bên này là phía mặt bên này mình sẽ lắp mên ở đây nhé, mình sẽ lắp mên lên đây. Đấy còn phía bên này các bạn để bộ nguồn ở đây này, còn chế thêm cái nắp đít đằng sau này nữa. Nắp đít này mình sẽ cắt nó đến khoảng như này, vòng vào đây để lấy lỗ bắt nguồn với lại dây mên bên này. Đấy còn ổ cứng này mình thiết kế ổ cứng ở bên trên này nhá. Đấy ổ cứng mình lắp ở đây. Đấy thì một cái cây máy tính nó chỉ rộng dài có như thế này thôi. Đấy có nghĩa là khi cây máy tính lên này, nó một chiều nó rơi vào 17,5 ấy, nó cũng bằng chiều rộng của cái cây mà các bạn mua cây máy tính ở ngoài hiệu ấy. Còn cái chiều bề dài này, bề ngang này, bề chiều cao này thì là nó rơi vào khoảng tầm 28, còn chiều này nó 20 nhé. Đấy thì mình làm cái mặt sau này nữa với cái mặt trước này nữa này, làm mặt trước ở đằng trước này, đấy và công tắc ở bên đây. Còn cái ở cái nắp ngoài thì mình có thể thiết kế thêm cái nhôm ở đây và có cái tấm mua tấm meca dày 5mm mình đút vào đây. Đấy nó sẽ che cái bên này đi bằng tấm meca nhé. Còn bên này thì các bạn thích che cũng được, không thích che thì bạn cứ để hở như này cũng không ảnh hưởng, không vấn đề gì cả. Đấy thì đây bây giờ mình đây nhá, mình sẽ lắp mình lắp cái mên của nó vào này, lấy ra này mình lắp mên của nó vào nhé. Thì là bình thường cái mên của các bạn nên nó có cái ốc đỡ ở dưới này này, nhưng mà vặn như thế cũng nó cũng không được chắc, bởi vì cái đế của nó là đế bằng sắt thì mới cần những cái đấy, còn đế của mình đế làm bằng nhựa này nhá thì cách điện rất là tốt rồi. Bây giờ mình các bạn chỉ việc chế mấy con ốc kê lên thôi, và các bạn chế một cái tại vì cái mên của chúng ta, cái mên ở dưới này nó còn có nó hơi kênh lên khoảng cỡ khoảng tầm 5mm để cho các cái hệ thống ở đằng sau này này, đấy nó không được sát quá xuống ấy. Thì mình đây mình sẽ kê lên bằng 4 con ốc ở đây. Các bạn để ý cái mên đằng sau này nhé, những con ốc này đây này, nó cho vào đây nó sẽ không hề bị chạm lên, không sợ này. Nếu các bạn để ý không được để cho nó chạm mát thì là đây mình kê 6 con ốc này lên này. Đấy và các bạn đặt mên lên, các bạn đặt mên lên thôi. Đấy mình đặt lên đúng lỗ như thế này, dùng ốc vít nhé, xoáy xuống thôi. Mình sẽ chốt tạm 1-2 gen đã để xem tình hình nó thế nào, sau đó tí mình vặn chặt sau. Thì các bạn xó đúng giữa cái lỗ ốc của cái con vít, con ốc mà các bạn đã cho vào nhé.
Đấy thì bên này nó bao gồm 6 con ốc. Bạn đủ 6 con ốc này rất chắc chắn. Đấy, sau khi các bạn đưa ốc đưa mên vào này, đưa ốc vào nó khít như này nhé, và điều chỉnh này, đang nó điều chỉnh cho nó vuông góc với cái bên phần thân này, vuông góc với đây để cho mình nếu mình còn lắp cái lắp đít ở đằng này nữa cơ. Đấy, lắp đít ở đằng này thì mình sẽ đo và mình cắt ở đây, lắp đít ở đây nữa là xong. Đấy, sau khi nó đã cân rồi nhé, các bạn sẽ chốt ốc này. Bạn xoáy chặt ốc vào nha. Đấy, mình sẽ xoáy chặt 6 con ốc này. Đấy. Xoáy, mình xoáy. Xoáy 4 con, còn 2 con ở cuối nữa. Đấy, các bạn xoáy sao nó chắc chắn như thế này. Đấy, mên mình lên này rất là thẳng nhé. Thẳng băng luôn này. Không hề bị cong tiếp tí nào. Đấy thì là cây máy tính này sẽ là cây máy tính mini. Siêu nhỏ nhé. Siêu nhỏ và siêu gọn. Đấy. Rồi, xong mình sẽ tiếp tục cắt CNC lốt cái phần đít đằng sau này. Cắt CNC phần đít đằng sau này nhé. Các bạn lấy thước kẹp, các bạn đo cho chính xác. Đo cái lỗ vuông, mình cắt cái lỗ khoét cái lỗ vuông thôi. Đấy, và phần bên nguồn này nữa mình cần bên nguồn này thì mình cần hai cái bát ở dưới này. Đây, các bạn cắt vát ở dưới này đến đây thôi. Và bên trên này thì nó sẽ có một cái tai ra. Là một cái tai ra đến đây này. Tai ra đến đây để mình ôm lấy cái ổ cứng nằm đây luôn. Đấy thì nó ra đến đây, tai đến đây, vát lên đây. Đấy, còn dây này thì các bạn đây, dây nối trước này mình sẽ quan tiếp một lỗ ở đây để mình xỏ dây, luồn dây vào chỗ này. Mình luồn dây vào chỗ này kín khít hết luôn. Đây nha các bạn nha, sau một hồi chế tạo thì đã xong cây máy tính này. Đấy, cực kỳ gọn. Bạn nhìn thấy cây máy tính cực kỳ gọn. Đấy, còn hai cái mặt bên này hoặc là mặt đằng trước này có thể chế bằng mica nhé. Chế bằng mica trong cho nó đẹp. Mà hiện tại mica của mình nó chưa về. Đấy nên mình làm tạm này. Đấy, chỗ này thì để cho nó khoáng này, còn muốn cho nước mica trong vào đây. Đấy thì máy nó chỉ có đây bộ CPU ở đây. Đấy, bộ CPU ở đây và cùng nguồn ở bên này với lại cái ổ cứng ở đây thôi là xong. Đấy, máy đời mới này không cần phải ổ đĩa nên cũng không cần thiết. Còn nếu mà thích ổ đĩa nữa, ổ đĩa lắp bên trên cùng này này, bạn có thể lắp ổ đĩa lên trên này. Đấy, cây cực kỳ nhỏ gọn luôn, rất là nhỏ gọn nhá. Đây, một chiều của nó có 20 này, chiều này là 17,5 này.
Đấy, và chiều cao này của nó cỡ khoảng 29. Cao này 29 này. Đấy, mình bây giờ mình cắm thử, chạy thử thôi. Xong hết rồi. Đấy, để trên bàn. Các bạn để trên bàn này rất là gọn này. Để trên bàn này nó hầu như nó chỉ chiếm một khoảng nhỏ, khoảng bé so với cây máy thông thường. Đấy nhá, để mình lắp máy đây, mình test luôn. Đấy nha các bạn nhá. Cây máy tính siêu mini cực chất.